Bài thuốc dân gian, nghệ vàng trị bệnh xương khớp. Trong thành phần của nghệ vàng chứa hoạt chất có lợi cơ curcumin, chính vì vậy nó được coi là một dược liệu quý, có tác dụng rất tốt trong hỗ trợ điều trị ung thư, khối u, viêm khớp, đau nhức xương hiệu quả. Sử dụng nghệ để điều trị bệnh khớp rất đơn giản, chỉ cần đun nóng một cốc sữa, trước khi sôi, bắc xuống cho một thìa cà phê nghệ dạng bột vào đó, khuấy đều và mỗi ngày uống 3 lần. An Thảo được nâng niu từng vị thuốc, hãy không ngừng chia sẻ bài viết cho nhiều người biết đến, đó là sự ủng hộ quý giá của quý vị đối với An Thảo Đường.